Hiện nay có rất nhiều người nước ngoài lựa chọn đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Tất nhiên, trong quá trình đó, họ đã có những trải nghiệm tại đất nước của chúng ta. Và nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay là anh Nahana. Anh là người Nhật đã sang Việt Nam được 12 năm, hiện đang trồng dâu tây ở Mộc Châu. Cách đây khoảng 20 năm, anh Nahana từng đến Việt Nam du lịch, nhưng ấn tượng ban đầu thì không được tốt cho lắm. Nhưng sau này, khi trở lại Việt Nam cho một chuyến đi khác, anh đã có trải nghiệm hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến anh phần nào vơi bớt đi những ấn tượng không tốt ban đầu. Một khoảng thời gian sau đó, khi nhận lời làm việc tại Việt Nam thì anh mới chính thức gắn bó với Việt Nam. Ở Việt Nam được một thời gian, điều anh thích nhất ở Việt Nam là tinh thần của con người Việt Nam. Cho mắt của anh Nahana, người Việt Nam rất thoải mái, tự do, chân thành và vô tư. Đặc biệt phải nói đến là mối quan hệ giữa người với người. Nhìn người dân trông có vẻ tự do thế thôi, chứ sự gắn kết giữa con người và con người lại rất chặt chẽ. Có thể ở một khía cạnh nào đó, giữa người thành phố vẫn ít nhiều tồn tại khoảng cách. Nhưng ở vùng quê thì hoàn toàn khác, người dân gắn kết với nhau một cách rất bất ngờ. Đôi bên quan tâm, lịch sự và coi trọng nhau. Theo lời của Nahana diễn tả, nếu tôi nhận giao từ bạn thì tôi sẽ cho lại bạn trứng. Kể từ lần đầu gặp gỡ, hàng xóm đã rất thân thiện và nhiệt tình với Nahana. Bọn họ luôn chào hỏi, bắt chuyện mỗi khi thấy anh. Trong thời gian anh sống ở đây, ai ai cũng nhiệt tình chăm sóc và hỗ trợ anh. Ở Việt Nam được một khoảng thời gian cũng khá lâu, nên anh chàng người Nhật này còn biết luôn cả văn hóa tụ tập, uống bia xã giao của người Việt Nam. Dù trải nghiệm vui hay buồn, tích cực hay chưa tích cực cho lắm, thì bản thân Nahana đã có rất nhiều kỷ niệm khi sinh sống tại Việt Nam và tụi mình tin là anh chàng này sẽ còn có nhiều câu chuyện hay ho để thêm vào bộ sưu tập của mình khi anh sống ở Việt Nam. Cũng mong là anh sẽ kể thêm về những câu chuyện này để tụi mình có cơ hội được chia sẻ cho các bạn. Trước những lời tâm sự hết sức chân thành và khách quan của anh người Nhật, cư dân mạng tỏ ý khen ngợi sự thật thà của anh, đồng thời tự mình bày tỏ những suy nghĩ rất riêng của họ về Việt Nam. Anh Nahana nhận xét thật là sâu sắc ấy, cảm giác trải nghiệm rất nhiều, không chỉ nêu cảm nhận, anh còn đưa ra những ví dụ rất chân thực. Thật sự nước nào cũng có người xấu và người tốt, ở Nhật cũng thế mà Việt Nam cũng thế, nhưng nếu đã yêu thích rồi thì sẽ cố gắng hòa nhập. Người Việt Nam thật sự rất tốt bụng và thân thiện. Cách đây vài năm tôi có đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch, nhưng xảy ra rắc rối khi làm mất giấy tờ. Những người xung quanh tôi sau khi biết chuyện đã giúp tôi thông báo cho công an. Nhiều người còn động viên, an ủi tôi, cho tôi đồ ăn và ngồi lại hướng dẫn tôi điền vào giấy tờ. Tôi thật sự cảm động trước tình cảm của họ. Dù rằng với họ, tôi chỉ là người ngoại quốc, nếu bọn họ không giúp đỡ thì cũng không vấn đề gì. Với người lạ mà bọn họ còn nhiệt tình như thế, thì thử hỏi với hàng xóm láng giềng hay với người thân, người Việt Nam còn nhiệt tình như thế nào chứ? Lựa chọn sinh sống ở một đất nước khác đã thật sự khó khăn rồi. Một người Nhật lại lựa chọn bỏ cuộc sống tiện nghi bên Nhật để chọn Việt Nam thì thật sự càng đáng quý. Tôi tin rằng Việt Nam đã mang đến cho anh này rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm quý giá để anh yêu quý đất nước này như thế. Nhờ bạn mà tôi được biết thêm nhiều về Việt Nam, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ làm một chuyến du lịch đến đây để trải nghiệm những điều mà bạn vừa kể. Bạn nhớ ra thêm nhiều video để giới thiệu cho chúng tôi biết thêm về Việt Nam nhé! Là một người đàn ông phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ vì bạn dám thử thách chính mình. Lập nghiệp nơi đất khách quê người không phải là điều gì dễ dàng. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công! Nếu hỏi 10 người thì phải có đến 8 người đồng ý rằng người Việt Nam có nhân cách rất tốt. Bọn họ dễ chịu, thân thiện và rất tốt bụng. Ở đâu cũng có người nọ người kia. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng sống tốt là được. Hãy cứ sống thật chân thành, cởi mở với người khác. Thì tự khắc bọn họ cũng sẽ đối xử như thế với chúng ta. Chúc cho các bạn đều gặp được người tốt trong cuộc đời của mình. Tình làng nghĩa xóm là nét đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Bởi đâu phải tự nhiên là ông bà ta nói rằng bán anh em xa mua láng giềng gần. Dù là với người cùng dân tộc hay người ngoại quốc, thì người Việt Nam chúng ta đều dùng tất cả sự chân thành để đối đãi. Bạn có đồng tình với ý kiến này không? Hay bạn có kỷ niệm hoặc ấn tượng nào tốt về những người hàng xóm không? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho mọi người và cả tụi mình được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và dành nhiều sự ủng hộ cho tụi mình. Bạn đừng quên like video và nhấn theo dõi kênh để xem những video mới nhất từ Great Việt Nam nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!